Xin kính chào quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình Nông nghiệp Nông thôn, chuyên đề nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn tỉnh đang có trên 70.000 mét khối bồn bể nuôi cá bằng mục tiêu tỉnh đề ra cho năm 2025. Bên cạnh những ưu điểm, việc phát triển quá nhanh của nghề nuôi cá nước lạnh khiến Lào Cai đang gặp những thách thức, đó là việc thiếu nguồn nước sạch tại các khe suối dẫn đến tình trạng tranh chấp của các hộ chăn nuôi, tình trạng ô nhiễm môi trường nước do các cơ sở xả thải không an toàn và việc thiếu con giống sản xuất tại chỗ. Để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững nghề nuôi cá nước lạnh, tỉnh Lào Cai đã và đang đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cũng như quản lý tốt các vấn đề liên quan tại địa phương. Những nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Nông nghiệp Nông thôn, chuyên đề Nông nghiệp hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tận dụng điều kiện khí hậu mát lạnh quanh năm, tỉnh Lào Cai đã đầu tư nghiên cứu và nuôi thử thành công một số giống cá nước lạnh gồm cá hồi, cá tầm. Từ sự thử nghiệm thành công, nghề nuôi cá nước lạnh đã phát triển mạnh, mang lại việc làm và thu nhập cho hàng trăm hộ dân ở vùng cao. Và Lào Cai cũng trở thành địa chỉ uy tín cung cấp sản phẩm cá hồi, cá tầm ra cả nước, những sản phẩm trước nay Việt Nam phải nhập ngoại. Theo số liệu thống kê mới nhất của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, sau hàng chục năm phát triển, đến nay toàn tỉnh Lào Cai có trên 350 cơ sở nuôi cá nước lạnh, gồm cá hồi và cá tầm, tập trung tại thị xã Sapa, huyện Bát Sát, Bắc Hà, Mường Khương và Văn Bản. Các cơ sở nuôi cá có tổng thể tích bồn, bể là trên 70.000 mét khối, sản lượng ước đạt 700 tấn trên một năm, đem lại giá trị thu nhập khoảng 100 tỷ đồng. Phát triển thủy sản nước lạnh thì cơ bản đã đạt mục tiêu đến năm 2025. Thế và cái giá trị sản xuất của ngành thủy sản nước lạnh đang lại rất là lớn, nó cũng có cái đóng góp rất lớn cho cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các địa phương có chăn nuôi thủy sản nước lạnh. Thế giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 25 đến 30 tỷ đồng trên một diện tích đất canh tác, và nó cũng góp phần thúc đẩy cho cái du lịch phát triển. Để phát triển nghề nuôi cá nước lạnh, tỉnh Lào Cai đã quy hoạch vùng nuôi cá nước lạnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất cá nước lạnh gắn với công tác quản lý và bảo vệ rừng tại các địa phương. Hiệp hội sản xuất cá nước lạnh cũng được thành lập với 55 thành viên nhằm tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cá nước lạnh. Từ năm 2021, việc gắn tem truy xuất nguồn gốc trên con cá hồi và cá tầm cũng đã được thực hiện để người tiêu dùng có thể dùng điện thoại thông minh quét mã QR code truy xuất nguồn gốc. Cái tem truy xuất nguồn gốc để bắn con cá thì bà con sẽ thúc đẩy nuôi mạnh lên để sản xuất tăng lên, để tăng thu nhập thêm cho bà con nông dân sắp tới. Khẳng định được cái nguồn gốc của con cá, xuất xứ nguồn gốc của con cá là ở Việt Nam mình. Tuy nhiên, nghề nuôi cá nước lạnh hiện nay đang bộc lộ những khó khăn, đó là chưa chủ động trong sản xuất giống do thiếu nguồn cá bố mẹ, kỹ thuật sinh sản nhân tạo còn hạn chế, hiệu quả sử dụng tài nguyên đất và nước chưa cao, thiếu những vùng sản xuất thủy sản hàng hóa an toàn gắn kết với thị trường, liên kết trong sản xuất còn lỏng lẻo. Đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây, việc chăn nuôi thủy sản đang có dấu hiệu tăng trưởng nóng, nhiều hộ nông dân tham gia nuôi cá dẫn đến nguồn nước tự nhiên bị hạn chế, thiếu hụt. Trước thực trạng trên, tỉnh đã có những chỉ đạo cụ thể về chiến lược phát triển thủy sản nước lạnh tại các địa phương trong những năm tới. Đối với Sapa thì không khuyến khích mở rộng thêm các cơ sở nuôi thủy sản nước lạnh, mà tập trung khuyến cáo các cơ sở nuôi trồng này đầu tư công nghệ chăn nuôi thâm canh để nâng cao năng suất và giá trị của trên một đơn vị diện tích canh tác, chứ không nên mở rộng thêm cái diện tích để tránh hiện tượng là thiếu nước trong các mùa khô. Cái thứ hai nữa là đối với lại các cái địa phương hiện nay mới mở rộng các cái cơ sở thì phải quản lý chặt chẽ cái việc cấp phép xây dựng đầu tư để làm sao đảm bảo cân đối phù hợp với cái nguồn nước có thể cung cấp cho cái sản xuất để không bị cạnh tranh và thiếu nước trong các mùa khô. Thế và một cái giải pháp nữa là có thể ứng dụng cái công nghệ lọc tuần hoàn hoặc bán tuần hoàn vào để sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn nước. Cụ thể hóa chỉ đạo này, ngành nông nghiệp đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Song Nhi Sapa thí điểm dự án lắp đặt một hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn tại chỗ, công nghệ của Phần Lan. Công ty Song Nhi là một trong những cơ sở đi đầu áp dụng khoa học công nghệ vào một số khâu trong quá trình nuôi cá hồi và cá tầm.
Qua một thời gian sử dụng cho thấy, việc lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đã giúp tiết kiệm nguồn nước, tạo nguồn nước sạch và tận dụng chất thải cho việc phát triển nông nghiệp. Hơn nữa, còn có thể khống chế được dịch bệnh trong quá trình nuôi, chất lượng cá nuôi được đảm bảo và không gây ô nhiễm môi trường do chất thải được xử lý thu gom trước khi xả thải ra môi trường bên ngoài. Đưa cái hệ thống lọc tuần hoàn vào để thử nghiệm, đầu tiên là để thử nghiệm tại sông Nhi. Nếu như mà thành công thì sau này có thể tất cả các trang trại sẽ có cái hệ thống thu gom chất thải, xử lý rồi sau đấy mới đưa ra môi trường. Và cái quan trọng nhất thì theo cái xu thế chung của thế giới ấy, thì sẽ phải tiết kiệm cái nước sạch, có nghĩa là phải sử dụng tuần hoàn. Hiện nay một số cơ sở chăn nuôi cá nước lạnh khác tại thị xã Sapa cũng đã áp dụng công nghệ xử lý nước lọc tuần hoàn. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư chi phí để lắp đặt một hệ thống xử lý nước lọc tuần hoàn khá cao, nên việc áp dụng công nghệ tiên tiến tiết kiệm nguồn nước này mới chỉ được thực hiện tại các cơ sở nuôi cá nước lạnh quy mô lớn. Để giải quyết được những khó khăn trên, tỉnh chủ trương tiếp tục vận động các chủ cơ sở chăn nuôi tham gia vào Hiệp hội nuôi cá nước lạnh, đồng thời khuyến khích các hộ sản xuất cá nước lạnh ở quy mô nhỏ cùng hợp tác, liên kết với nhau thành các tổ nhóm để có thể đảm bảo tốt hơn các lợi ích như việc điều tiết, phân chia nguồn nước đầu vào và giám sát nước xả thải, hỗ trợ nhau trong cung ứng thức ăn, tổ chức sản xuất theo chuỗi khép kín từ nuôi trồng đến bàn ăn, hợp đồng với nhà hàng khách sạn để bao tiêu sản phẩm. Có như vậy, nghề nuôi cá nước lạnh của Lào Cai mới đảm bảo phát triển bền vững, mang lại lợi ích kinh tế lớn cho người dân vùng cao. Thưa quý vị và các bạn, để giải quyết vấn đề con giống trong chăn nuôi cá nước lạnh, nhiều năm trở lại đây với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Lào Cai đã sản xuất thành công giống cá hồi và cá tầm tại chỗ. Với 8 cơ sở hiện có, lượng cá giống nước lạnh gồm cá hồi vân và cá tầm của tỉnh đã tăng dần hàng năm. Tuy nhiên, số lượng cung ứng hiện còn ở mức khá khiêm tốn so với nhu cầu của các hộ chăn nuôi, đòi hỏi ngành nông nghiệp và các địa phương cần tiếp tục tìm phương án tháo gỡ. Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản Nước lạnh Sapa, Viện Nghiên cứu Thủy sản 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là đơn vị chuyên sản xuất con giống cá nước lạnh, nhập khẩu nguồn trứng cá hồi vân, cá tầm và cá hồi trắng đã thụ tinh từ châu Âu về để thực hiện công nghệ sinh sản cá giống tại chỗ. Bình quân mỗi năm, đơn vị này cung ứng ra thị trường khoảng 60 vạn con giống cá hồi vân cùng số lượng lớn cá tầm giống. Đầu tư công nghệ nghiên cứu sản xuất và nuôi ương cá giống khá bài bản, tuy nhiên số lượng cá giống nước lạnh của đơn vị này vẫn khá khiêm tốn so với nhu cầu của thị trường. Trung tâm của tôi đây, sản xuất giống tại chỗ thì mình sản xuất. Hiện tại bây giờ công nghệ mình sản xuất hoàn toàn mình đáp ứng được. Thế tuy nhiên là nó không thể đủ được, bởi vì sao? Vì là vì cái điều kiện để mà mình nhân rộng ra, điều kiện để mình ương dưỡng nó không có, cái nguồn nước nó hạn chế, nó không có. Cái thứ hai nữa là cái công nghệ của mình, ví dụ mình chỉ phụ thuộc vào cái mùa vụ tự nhiên, thế mình không có công nghệ để mình tạo ra các cái mùa vụ nhân tạo trong cả năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Song Nghi mỗi năm sản xuất và cung ứng cho thị trường số lượng cá hồi và cá tầm giống tương tự, đã có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất. Doanh nghiệp này cho rằng ngoài những khó khăn về nguồn nước, việc nhập khẩu trứng cá giống đã thụ tinh từ nước ngoài về phần nào khiến trọng lượng cá nước lạnh chưa đạt được như mục tiêu mong muốn, nên sản xuất hoàn toàn con giống tại chỗ vẫn là biện pháp tối ưu. Hiện tại thì cái nguồn mà sinh sản tại chỗ thì ở Việt Nam mình đã bắt đầu làm được rồi. Thế nhưng mà tuy nhiên là con giống thì nó cũng chưa được đảm bảo lắm. Về cơ bản là cái tỷ lệ đực nó hơi cao, cho nên là không làm được cái con cá hồi toàn cái. Con cá hồi toàn cái thì cái phát triển của nó, tốc độ phát triển của nó tốt hơn. Cái chống chịu bệnh các thứ của nó cũng tốt hơn rất nhiều. Toàn tỉnh hiện có 8 cơ sở sản xuất và cung ứng cá giống nước lạnh tại chỗ. Bình quân mỗi năm, các cơ sở này cung ứng ra thị trường khoảng 2 triệu đến 2,5 triệu con cá hồi và cá tầm. Tuy nhiên, số lượng này trên thực tế mới chỉ đáp ứng được khoảng gần 40-45% nhu cầu. Phần còn lại là nhập khẩu từ nước ngoài về. Trong 15 năm thì cũng các nhà khoa học đã
tích cực nghiên cứu cái việc của sản xuất này. Thì tuy nhiên cái thực trạng đến thời điểm này thì chúng ta với vấn đề sản xuất chưa đáp ứng đủ cái nhu cầu về giống cho những cơ sở nuôi thực phẩm. Do vậy là trước mắt thì các cái cơ sở sản xuất vẫn chủ yếu là nhập trứng đã thụ tinh từ nước ngoài về để ấp lợn. Thì tới đây thì sẽ chắc là các cơ quan chức năng, các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục làm sao đó để nghiên cứu những cái tốt nhất, làm sao đó là chủ động được cái giống thủy sản nước lạnh để phục vụ bà con nuôi trồng nước lạnh thì như vậy. Ngành nông nghiệp và các địa phương cũng đã tính toán đến việc lựa chọn thêm các cơ sở có đủ điều kiện để chuyển giao các dự án công nghệ sinh sản cá giống nhằm đáp ứng nguồn con giống cá nước lạnh tại chỗ cho các cơ sở nuôi. Hiện nay giá cá đặc sản nước lạnh, đặc biệt là cá hồi vân tại Lào Cai đang tăng rất cao. Người nuôi phấn khởi bởi sau hơn 2 năm, giá cá hồi sụt, bấp bênh do ảnh hưởng của đại dịch. Nay giá cá tăng, lợi nhuận tốt giúp cho người nuôi bù lỗ trong thời gian qua. Tại thị xã Sapa, hiện cá hồi vân bán ngay tại các trang trại chăn nuôi có mức giá 310-320.000 đồng 1 kg. Riêng cá tầm giá tăng hơn. Hiện các trang trại đang bán 160.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 20.000 đồng so với cách đây chừng 4 tháng. Đến thời điểm hiện tại thì khi mà du lịch phục hồi rồi thì các hộ cũng đã đầu tư và chú trọng, và đến thời điểm này giá cả cá hồi so với cùng kỳ là tăng lên gấp đôi, thậm chí còn gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. Là thủ phủ chăn nuôi cá nước lạnh của tỉnh, thị xã Sapa có trên 250 cơ sở nuôi cá nước lạnh. Sản phẩm cá hồi và cá tầm hiện là một trong những món ẩm thực đặc sản nổi tiếng, hấp dẫn nhiều du khách tại khu du lịch quốc gia này. Với giá bán đang tăng rất cao hiện nay, các chủ trang trại nuôi cá nước lạnh tại Sapa đang thắng lớn. Nhiều trang trại đang có ý định tiếp tục tăng đàn, xây thêm bể nuôi. Tuy nhiên, một con cá hồi vân từ khi thả đến khi đủ trọng lượng thu hoạch là từ 1,5 đến 1,8 kg, phải nuôi hơn 1 năm. Cá tầm còn nuôi lâu hơn. Do đó, các hộ nuôi cá nước lạnh cần phải thận trọng khi có ý định tăng đàn. Chúng tôi đang cố gắng kiềm chế phát triển nóng, bởi vì sau cái phát triển nóng thì nó sẽ có cái đợt suy thoái, cái đợt mà nó dư thừa cái nguồn cung thì lại bắt đầu đến cái đợt là bỏ chạy, không nuôi. Nó sẽ xảy ra hệ lụy rất là nhiều, cho nên vấn đề phát triển là phải phát triển đều. Chứ không thể nào mà phát triển theo cái cách là phát triển nóng rồi sau đấy nó lại nguội rất là nhanh. Có thể năm nay đang rất là thiếu cá nhưng mà người dân vào cá để nuôi vụ này thì đến khi thu về thì lúc ấy nó quá nhiều người có, giá thành nó hạ, rồi là lại có cái cảnh là tranh mua tranh bán thì nó rất là không tốt. Đối với cái việc phát triển các cái hộ nuôi trồng thủy sản thì đến trong những năm gần đây thì chủ trương của Ủy ban thị xã là cũng không tăng số hộ lên. Thế nhưng tuy nhiên thì sẽ vận động các cái hộ là hỗ trợ về kỹ thuật và áp dụng các cái khoa học kỹ thuật vào để cho các cái hộ tăng về năng suất cũng như là cái chất lượng của cá nước lạnh. Thị xã Sapa đã phối hợp với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi cá nước lạnh sản xuất theo hướng an toàn sinh học, chế biến đa dạng các sản phẩm cá nước lạnh, phát triển chuỗi giá trị gắn với chế biến và bao tiêu sản phẩm, đồng thời phổ biến để các chủ cơ sở chăn nuôi cá nước lạnh nắm rõ và chấp hành nghiêm các quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật khác về việc lập hồ sơ đăng ký chăn nuôi thủy sản, phân chia và bảo vệ nguồn nước chăn thả tự nhiên, không để xảy ra tình trạng tăng trưởng nóng, đảm bảo để nghề nuôi cá nước lạnh của địa phương phát triển bền vững và tiếp tục mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tới đây, thời gian dành cho chương trình Nông nghiệp, Nông thôn, chuyên đề Nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.